Vâng, Thắng Hoàng xin chào tất cả các bác nhé. Nay thì bên em vừa mới về được một lô đẩy bãi Soltech HA600, một trong những dòng đẩy bãi Mỹ xịn này. Đây là một trong những cái dòng máy được sử dụng công nghệ tân tiến nhất của Crown. Đây, một dòng máy có thể là mang được cho các bác những cái chất lượng âm thanh tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất. Đấy, máy rất đẹp các bác nhé, trông rất sang trọng. Cái này thì em vừa về xuống đây chưa vệ sinh thôi, có một chiếc vệ sinh em để ngoài, lát em sẽ quay cho các bác xem, rất là đẹp. Đấy, thì con này thì nó đang còn còn tem bảo hành nhà máy, chưa có bóc ra luôn. Đấy, 2018. Đấy, 2018 nhé các bác nhá. Máy gọn, ngắn và chất lượng âm thanh của dòng này thì em khẳng định với các bác là trên tuyệt vời luôn. Đây, 2018 này. Đấy, 13 tháng 1 năm 2018 này. Có mã vạch này. Đấy, chưa vệ sinh các bác nhá. Máy ngắn gọn như thế này thì các bác có thể là bỏ tủ kệ chơi rất là sướng, có hơn 30 cm thôi. Đây, đây là em để một cái mẫu này là em đã lau rồi, lau chùi sạch sẽ rồi đấy các bác thấy không ạ? Bảy con đẩy này lên khá là đẹp. Cái này thì em bóc nắp ra để em quay để cho các bác xem. Nếu như mà dự kiến là tối nay em không biết có vệ sinh xong sạch sẽ không thì em sẽ lên sóng em xả cho các bác, giá cực đẹp, cực rẻ luôn. Đấy, bây giờ là gần Tết rồi, nhu cầu mua sắm nó cũng khá cao, nên là những sản phẩm này luôn luôn về em sẽ đẩy ra cho các bác một mức giá rẻ nhất, tuyệt vời nhất để anh em có thể là chơi, vừa chất lượng hàng xịn và giá lại hấp dẫn. Đó, các bác nhìn thấy máy móc nó thiết kế này, dây nhựa này, lọc nguồn này, dưa le này, tụ này, rất là xịn sò luôn, kể cả những cái nắp cách nhiệt này nó bằng cái những cái chất liệu rất là cao cấp này. Đó, cầu loa này, có rắc nêu trích này. Đó, các bác nhìn thấy không? Tất cả những cái này nó đang còn niêm phong keo hết nhá. Niêm phong keo hết nhá. Mới đẹp long lanh luôn. Cái dòng mạch, đặc biệt ở cái dòng mạch Crown này nó xịn. Là bác, khi mà các bác có để bẩn, mấy bẩn, các bác không cần phải lau. Chỉ cần một cái máy thổi bụi thôi, thổi bụi một chút thôi, là nó sẽ quay về cái trạng thái gần như là trên 90% so với bản mạch xuất từ nhà máy ra. Đó, còn nếu như mà anh em thích nó mới như nhà máy ra thì mình bóc ra mình chỉ cần rửa một chút thôi, rửa sạch một chút thôi là nó mới cứng luôn các bác. Máy này chạy rất là lành, quan trọng tiếng nó đẹp, đẹp dã man luôn. Tiếng con này quá sáng luôn. Nếu anh em mà chơi loa nằm á, bát nó bùng nha bùng nhùng, loa tiếng nó tối, nó không có được đẹp tiếng á, dùng những cái mẫu đấy này khẳng định với các bác luôn, chất lượng âm thanh cải thiện trên mức độ xuất sắc luôn, tuyệt vời luôn. Đó, đây là bóc hông, bóc đồ lung tung cho các bác để các bác kiểm tra nhé. Cái này thì keo niêm phong thì em chả muốn bóc tại vì máy đang sạch, nó chạy hoàn toàn bằng NGV kép hết, sò NGV kép hết. Đấy, design USA này. Cái này là PCR, này là một PRC, này là một trong những cái công ty lớn nhất Trung Quốc với công nghệ sản xuất điện tử. Nghe nhìn đấy, đây là PCR nhá, một trong những cái công ty hàng đầu đấy, hàng đầu của Trung Quốc luôn. Đó, các bác nhìn thấy rất đẹp nhá. Thì những cái sản phẩm châu Âu, nhưng mà bây giờ thực tế ra là nó sẽ đưa sang một cái đất nước thứ hai để nó sản xuất để nó phân phối ra, ví dụ như khu vực châu Âu nó khác, còn khu vực châu Á nó khác, sẽ đưa sang những các cái nước để tiếp cận với khối Đông Nam Á rồi khối Đông Âu, khối châu Âu nó phân ra. Trung Quốc là một trong những cái môi trường để mà lao động cũng như là linh kiện đáp ứng cho nó có một cái mức giá thành hấp dẫn nhất, rẻ nhất. Đó các bác ạ. Tối nay thì nếu như vệ sinh sạch sẽ ok lên sóng em báo giá ngay cho các bác. Đấy, cực rẻ luôn để cho anh em chơi trải nghiệm những con đẩy chất lượng thật, hàng xịn thật và âm thanh hay tuyệt vời thật luôn cho các bác, để các bác chơi nhá. Đó, về mẫu mã hình thức này thì quá đẹp rồi, kích thước cũng quá là tiêu chuẩn để mình bỏ kệ rồi. Đó, cặp này quả này thì bác chơi gia đình thì đánh quả mỗi kênh quả 40 thì quá vô tư, hoặc là hai đôi 25 vô tư, 30 thì tầm trung bình rồi, đánh đơn giản. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ trước cho Thắng Hoàng qua số 0969 800 985, và mọi người hãy đăng ký để theo dõi tiếp tục video kế tiếp để Thắng Hoàng giới thiệu các bác nhé. Thông cảm là video này thì em sẽ sắp xếp vệ sinh lau chùi
định hình lại cái mức mức độ sản phẩm cũng như là cân đối một mức giá hợp lý nhất để báo cho các bác. Bây giờ thì tạm thời em chưa báo luôn cho các bác được, mong mọi người thông cảm nha. Xin chào các bác ạ.